Chào các bạn nha. Thì hôm nay Tasa sẽ làm món kho quẹt. Đơn giản thôi các bạn, nhưng cực kỳ là hấp dẫn. Với cái món này, mình có thể ăn hết nồi cơm lúc nào cũng không hay nha các bạn. Một nồi kho quẹt đúng chuẩn thì cái phần nước sẽ hơi sền sệt nhẹ, có vị mặn mặn, ngọt ngọt. Và các loại topping trong này sẽ có cái độ mềm và cái độ cứng vừa phải. Và đặc biệt là màu sắc thật đẹp và thật hấp dẫn. Kho quẹt rất là dễ ăn, có thể ăn với cơm trắng, cơm cháy hoặc là chấm với các loại rau luộc, kiểu nào cũng ngon, khó mà có thể từ chối được đúng không các bạn? Và bây giờ mời các bạn cùng Tasa làm món kho quẹt nha. Đầu tiên là Tasa có một miếng thịt ha các bạn, đây là thịt ba chỉ. Thì nếu mà các bạn thích ăn mềm hơn thì các bạn sẽ lựa cái miếng thịt có nhiều mỡ một chút xíu ha. Ở đây Tasa lựa cái miếng thịt này thì phần mỡ ít hơn. Đây là 300g thịt ha các bạn. Ở đây Tasa có hành lá, hành tím và ớt. Thì các bạn có thể dùng ớt chỉ thiên cũng được ha. Thì với cái loại ớt sim rừng này thì nó sẽ giòn hơn và cái độ cay của nó vừa phải. Và đặc biệt là nó rất là thơm, nên là Tasa chọn ớt sim rừng. Mình có thêm một ít tôm khô. Thì tôm khô này các bạn có cũng được mà không có cũng không sao ha các bạn. Thì để ăn kèm với kho quẹt ngày hôm nay, Tasa có các loại rau để luộc. Rau ha các bạn, rất là non. Đậu bắp với lại đậu đũa là Tasa mới hái ngoài vườn lúc sáng đó các bạn. Mình sẽ luộc và chấm với kho quẹt là tới công chuyện luôn ha các bạn. Và để đỡ mất thời gian thì trong lúc mà mình cắt thịt và cắt hành thì mình sẽ ngâm tôm khô cho tôm nó mềm đó các bạn. Và bây giờ Tasa sẽ cắt cái phần thịt. Thì cái miếng thịt này Tasa đã lóc bỏ cái phần da rồi ha các bạn. Bởi vì là khi mà chúng ta xào lên á, còn cái phần da là nó sẽ rất là dễ bị dăng á các bạn. Nên là mình khuyên các bạn là bỏ cái phần da đó đi. Còn cái phần thịt này thì chúng ta cứ cắt cái miếng nhỏ vừa ăn là được ha các bạn ha. Thì mình cố gắng cắt làm sao là cái miếng của mình nó vừa có mỡ vừa có thịt thì nó sẽ ngon hơn. Rồi mình cứ cắt nhỏ và đều ra ha các bạn. Nếu như mà các bạn thích ăn mỡ á, thì mình có thể mua mỡ và về mình thắng mỡ ra để mình lấy tép mỡ làm, cũng rất là ngon và hấp dẫn nha các bạn. Thì đối với cái món kho quẹt này, nếu như mà các bạn chọn được một miếng thịt ba chỉ ngon, có cái phần mỡ nhiều một chút thì khi mình kho quẹt lên nó sẽ ngon và béo hơn. Xong phần thịt thì bây giờ mình sẽ cắt hành ha các bạn. Thì thay vì các bạn dùng tỏi thì Tasa sẽ tận dụng cái gốc hành này. Tasa sẽ đập dập và cắt nhỏ để mình phi á các bạn. Sau khi mà đập dập thì bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra như thế này. Thì mình thay thế tỏi, mình tận dụng luôn cái phần này cũng rất là thơm nha các bạn, không sao cả. Còn phần lá hành thì mình cũng cắt nhỏ ra như thế này ha các bạn. Mình dùng để nêm á các bạn cho nó thơm. Sau cùng là mình còn hành tím đúng không các bạn? Thì đối với hành tím mình cũng sẽ sắc như thế này. Mình sắc hơi dày dày một chút ha các bạn. Cũng không cần thiết là phải bào mỏng đâu các bạn. Mình cứ sắc như thế này là được. Như vậy là mình đã chuẩn bị xong. Mọi thứ rất là đơn giản, không có gì là cầu kỳ hết đúng không các bạn? Và bây giờ mình sẽ bắt đầu kho quẹt. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây một xíu dầu, ít thôi ha các bạn. Do là mình chọn cái miếng thịt nó có ít mỡ nên là mình sẽ hỗ trợ thêm một xíu dầu. Như vậy thôi chứ một lát cái phần thịt này nó sẽ ra mỡ đó các bạn, ra rất là nhiều luôn. Nếu mà các bạn thích ăn béo thì các bạn có thể để như vậy luôn mình kho. Còn nếu mà các bạn không thích ăn béo lắm thì mình sẽ múc dầu ra bớt. Trong cái lúc xào thịt này thì mình sẽ luôn luôn đảo ha các bạn. Thì mình đảo để cho cái phần thịt của mình nó dàn đều hết tất cả các mặt. Nếu như mà các bạn muốn ăn cái thịt này nó hơi mềm thì các bạn xào đến như vậy là được ha. Còn Tasa thì thích ăn cái phần này nó hơi cứng cứng nên Tasa sẽ xào thêm một xíu nữa. Thịt của mình nó bắt đầu vàng rồi ha các bạn. Thì như vậy là mình có thể vớt ra được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt hết cái phần thịt này ra. Đây là phần thịt sau khi chiên, rất là vàng, rất là ngon ha các bạn. Do là cái phần mỡ này hơi nhiều nên là mình sẽ vớt ra bớt ha các bạn.
thì mình vớt ra bớt vừa còn lại tầm khoảng 3 muỗng thôi. Sau đó là mình sẽ cho phần gốc hành vào. Thì mình sẽ phi vàng cái phần gốc hành này lên. Sau khi mà các bạn thấy nó hơi vàng rồi á, thì mình sẽ cho hành tím vào. Và các bạn sẽ đảo cho phần hành tím và phần gốc hành này vàng thơm lên luôn. Thì mình sẽ bắt đầu cho nước mắm vào đây. Thì cái món kho quẹt này nếu mà mình muốn ngon á, thì nước mắm mình càng ngon thì cái món này nó sẽ càng ngon nha các bạn. Thì ở đây mình cho là 2 muỗng nước mắm ngon. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng nước lọc. Mình sẽ nấu cho cái phần này sôi lên. Khi mà các bạn thấy nó sôi bùng lên thì mình sẽ cho tiếp theo là đường vào đây ha các bạn. Thì mình sẽ cho vào là 3 muỗng đường. Sau đó thì mình sẽ khuấy cho phần đường này tan ra và mình tiếp tục nấu cho phần nước mắm này nó sôi lên. Các bạn cứ để cho nó sôi bùng lên luôn cũng được ha. Và sau khi thấy phần nước mắm này đã sôi lên thì mình sẽ cho thịt và tôm khô vào luôn. Và bây giờ mình sẽ để lửa nhỏ, lửa riu riu thôi ha các bạn, cho cái phần thịt và phần tôm khô của mình nó được thấm nè, nó được mềm và đặc biệt là nó sẽ lên màu rất là đẹp. Các bạn để lửa riu riu thôi. Thì mình sẽ dằn vào đây một xíu bột ngọt nha các bạn, ít thôi, khoảng 1/3 muỗng cà phê nhỏ thôi nha các bạn, cho nó đậm đà hơn. Sau khi mà các bạn nấu một lúc mà thấy cái phần nước này nó gần cạn rồi á, thì mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng tương ớt để cho cái phần nước của mình nó sền sệt đó các bạn. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng ha. Và bây giờ thì các bạn thấy là cái kho quẹt của mình nó lên một cái màu rất là đẹp rồi đúng không các bạn? Rất là thơm, rất là hấp dẫn luôn các bạn. Sau cùng thì mình sẽ nêm vào đây là ớt, hành và tiêu. Nếu như mà các bạn có tiêu xanh thì các bạn sẽ cho vào luôn ha. Tiêu xanh cho vào thì đặc biệt nó rất là thơm và ngon hơn. Nhớ lúc nhỏ, ta xa cũng thường hay ăn cái món kho quẹt này nè các bạn. Nhưng mà nó đơn giản hơn, chỉ có nước mắm, đường, hành và tiêu. Và ăn kèm với các loại rau dại như là rau lang, rau muống, rau trai. Nhưng mà mỗi lần ăn với kho quẹt thì đều ăn cơm rất là nhiều. Cứ mỗi lần ăn kho quẹt là lại nhớ đến tuổi thơ dữ dội đúng không các bạn? Thì món kho quẹt này rất là ngon, rất là hấp dẫn, có thể thay đổi khẩu vị bữa ăn gia đình, làm cho bữa ăn của mình trở nên ngon miệng và hấp dẫn hơn. Thì chúc các bạn sẽ thành công với món kho quẹt này nha, để cho gia đình mình có những bữa ăn ngon hơn, phong phú hơn và mình ăn được ngon miệng hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.